Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỳ Động Vô Giá. Chúc mọi người mới thân nhân khỏe và thành công nha. Đây mình review nước rồng đỏ này, hương dâu này. Đó. Có nước bão hòa này, đường tinh luyện này, chất điều chỉnh này. Độ axit nha. Taurin này. Rồi hương tổng hợp hương dâu này, chất làm dày này. Rồi caffeine này. Đó. Là cái này cung cấp vitamin B3 nha. Đấy, dùng tối đa là 4 chai trên ngày. Đó, đối với người trưởng thành nha. Giá của nó là 7,3 nha. Ngày sản xuất hạn sử dụng đây. Được có 8 tháng 3 tới mùng 8 tháng 12 là hết hạn rồi. Đó. Là cái này mở ra phải dùng hết trong một ngày nhé. Đó, chứ không là không dùng được nha. Cái này chỉ dùng cho người trưởng thành thôi. Đó, sẽ mở ra nha. Đấy, ok. Đây là màu đỏ chót. Mời mọi người nha. Hương của nó là thơm nha. Thơm vị dâu này. Muốn mua nó ngọt nhưng mà không ngọt bằng mấy cái hương xịt tinh kia nha. Xịt tinh kia sẽ ngọt đậm hơn, đây ngọt nhạt hơn một xíu. Cái này uống là cũng đủ độ ngọt rồi đấy. Còn mấy loại kia thì ngọt hơn nha. Thơm, rồi vị dâu nhiều. Uống ok nha, ngon nha, giá rẻ nữa. Mọi người mua dùng thử nha. Đó, cảm ơn mọi người yêu quý sách của mình nha. Mọi người nhớ like, đăng kênh ủng hộ mình. Chia sẻ mọi người trong video tiếp theo nha.